please don't call me arrogant, because what I'm saying is true. I think I'm a special one. Với Jose Mourinho, quãng thời gian gắn bó hơn 20 năm với trái bóng tròn mang đến cho ông nhiều trải nghiệm. Từ lúc lên đỉnh vinh quang châu Âu đến việc giờ đây bị xem là kẻ hết thời trong giới huấn luyện viên. Dẫn dắt một đội bóng hạng khá ở nước Ý năm thứ 3 cho một trải nghiệm đặc biệt lần đầu có trong sự nghiệp giống như cái biệt danh của ông. Nhưng dù đến bất cứ đâu thì vẫn còn đó cái chất cay nồng trong từng hành động, cử chỉ và phát ngôn của ông. Mới đây, sau trận đấu tại Serie A trước Sassuolo, Mourinho lên tiếng về những chỉ trích trọng tài của ông nhưng lại bằng tiếng Bồ Đào Nha thay vì tiếng Ý. Không phải là ông không giỏi tiếng Ý, ông rất giỏi nhưng cố tình làm vậy như có ý muốn mỉa mai hay chọc tức những người đã chỉ trích ông trước đó. Cuộc chiến không hồi kết với trọng tài của Jose Mourinho chưa bao giờ nguội lạnh dù có ở đâu hay giải đấu nào đi nữa. Nhiều người bắt đầu đồn đoán rằng Jose Mourinho đã không còn đặc biệt và đã hết thời nên mới liên tiếp tạo ra những xung đột ngoài sân đấu. Liệu điều đó có đúng? Xuất phát điểm từ một gia đình có truyền thống bóng đá nhưng không nổi bật, chỉ ở những hạng đấu dưới của Bồ Đào Nha. Vào thời điểm ở độ tuổi 20, như bao cầu thủ không đủ khả năng vươn tầm, Jose Mourinho chỉ có thể chơi cấp độ dự bị rồi từ bỏ nghiệp cầu thủ khi ở tuổi 24. Đó là khó khăn đầu tiên gây ra sự hoang mang cho bản thân. Ở vào độ tuổi 20, đứng trước lựa chọn phải làm gì cho tương lai của mình, mẹ ông muốn ông theo học kinh tế, nhưng lựa chọn của Mourinho tiếp tục gắn bó với bóng đá. Không phải trên tư cách cầu thủ vì ông đã thất bại rồi, mà ở một vai trò khác, học về khoa học thể thao để trở thành huấn luyện viên. Lẽ thường một huấn luyện viên thường có xuất phát điểm là cầu thủ, ít nhất cũng có chút thành tích và dấu ấn kiểu như Sir Alex cũng từng là chân sút ấn tượng ở Scotland. Ancelotti cũng là một cầu thủ tài năng thì sau này mới có thể dùng làm bệ phóng vươn lên đỉnh cao huấn luyện. Nhưng Mourinho thì ông ta chẳng có gì. Từ một thông dịch viên nho nhỏ nhưng có trình độ hiểu biết bóng đá ở mức cao. Sau khi được huấn luyện viên Bobby Robson phát hiện và đi theo vị huấn luyện viên này, lần lượt từ các đội bóng tại Bồ Đào Nha đến Barcelona, nơi ông bắt đầu có những mối quan hệ với những Pep Guardiola hay Luis Enrique. Người ta vẫn chỉ xem ông là một thông dịch viên nói được nhiều ngôn ngữ thay vì một người có chuyên môn bóng đá. Mourinho chật vật tìm chỗ đứng trong sự nghiệp. Theo ngành thể thao đã khó mà lại chẳng có kinh nghiệm tuổi trẻ ở mức cao nhất thì xin việc cũng không dễ dàng gì. Từ trợ lý đội trẻ, đội hạng 2 rồi là một tuyển trạch viên cấp thấp, Mourinho của tuổi 30 vất vưởng qua nhiều nơi để có việc làm. Và cuối cùng thì ai cũng biết, Mourinho sau khi tạo dựng được chút ít thành tích cho bản thân thời điểm gia nhập Barcelona với vai trò trợ lý, hoạch định kế hoạch, thiết kế các bài tập, xem băng và phân tích đối thủ, rồi sau đó cuối cùng cũng quay trở lại Bồ Đào Nha để được dẫn dắt một đội bóng, được chủ động làm huấn luyện viên một cách thực thụ. Một quá trình dài 20 năm trời với nhiều người thì đó là thời điểm có sự ổn định, thì với Mourinho mọi thứ chỉ vừa bắt đầu. Để rồi những bước đầu tiên tại quê nhà, lên đỉnh châu Âu với Porto, chuyển sang Chelsea, xây dựng nền móng cho đội bóng thành London với các danh hiệu, đến với nước Ý, lần đầu cùng Inter Milan đoạt cú ăn bà, sang thành Madrid để đối đầu với một Barcelona hùng mạnh bậc nhất lịch sử, nơi các trận El Clasico không thể nóng bỏng hơn nữa với các cuộc đấu giữa Ronaldo và Messi hay Mourinho và Pep Guardiola. Rồi các chuyến phiêu lưu tiếp theo đủ cung bậc, vô địch nước Anh một lần nữa với Chelsea và huấn luyện viên thành công nhất của Man United sau thời Sir Alex. Bí quyết của Jose Mourinho là sự chu toàn và tỉ mỉ, cùng sự gai góc trong lối chơi mà nó phản ánh hành trình đi lên của huấn luyện viên này trong sự nghiệp. Mourinho tiến hành phân tích các đối thủ từ điểm mạnh, điểm yếu, lẫn thói quen để triển khai lên bóng chi tiết tỉ mỉ, dẫn đến việc ông luôn có các phương án thay người khi cần thiết. Đây cũng là điều được thực hiện xuyên suốt trong sự nghiệp. Không phải là Mourinho thuộc mẫu phòng ngự tiêu cực mà ông thuộc mẫu huấn luyện viên chơi theo kiểu biến đổi tùy đối thủ. Với những thông tin góp nhặt cùng nền tảng chắc chắn, sau đó tấn công vào yếu huyệt đối phương. Nó gợi cho người xem cảm giác đội bóng của Mourinho chơi tiêu cực và phản bóng đá, nhưng nó chỉ đơn giản là đá chắc chắn và các cầu thủ được dùng ở những vị trí phù hợp cho việc phá lối chơi và chuyển trạng thái nhảy. Việc phá lối chơi đó có nguyên tắc căn bản mà Jurgen Klopp cùng với Jurgen Pressing của ông sau này cũng được dùng nhưng với mục đích khác nhau. Mourinho phá đối thủ, chờ đợi thời điểm đánh vào yếu điểm, còn Klopp phá đối thủ rồi lập tức tấn công ngay lúc đó. Tư duy chơi bóng này càng dễ hiểu khi ông xuất phát không phải là một cựu cầu thủ có tiếng, cũng chẳng phải một huấn luyện viên có tiềm năng ở các đội bóng hàng đầu châu Âu. Trong khi với Mourinho ở Bồ Đào Nha, thậm chí ông còn chẳng có tiếng tăm gì ở đất nước này, dẫn đến việc duy nhất ông có thể làm để vươn tầm đó là phải đạt được thành công, phải có thành tích.
mà muốn có thành tích khi sức lực có hạn thì rõ ràng không thể thi đấu như các đại gia với chất lượng nhân sự tuyệt vời được. Mourinho giữ lấy điều đó ngay từ đầu và khi cùng Porto lên ngôi vô địch Champions League, số tiền ông bỏ vào kỳ chuyển nhượng là con số không tròn chính. Từ những nguyên tắc như trên, Jose Mourinho dần tạo dựng tên tuổi và trở thành ngôi sao sáng trong giới huấn luyện viên. Trở thành người có bàn tay vàng, vô địch ở mọi nơi ông tới và thu hút nhiều tên tuổi muốn đưa ông về. Chelsea, Inter Milan, Real Madrid cũng như vậy. Thế nhưng, mọi thứ đi xuống từ giữa thập niên 2010 với những biến động liên tục của bóng đá thế giới. Pep Guardiola với cách chơi kiểm soát lên ngồi, loại bỏ những định nghĩa bóng đá trước đó. Jurgen Klopp và bóng đá Đức sau đó cũng nổi lên khắc chế lại lối chơi của Barcelona. Cả hai lối chơi trên đều giàu năng lượng, có tính hiệu quả và đem lại cảm giác mãn nhãn cho người xem thay vì thứ bóng đá thực dụng của Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha dần bị xem là kẻ ngoài rìa, dù vẫn đặc biệt và vẫn lì lợm đấy. Nhưng giờ đây, các ông lớn muốn chọn các huấn luyện viên trẻ hơn, hợp thời hơn với lối chơi định hướng vị trí và kiểm soát bóng thay vì thứ bóng đá bị xem là đã lỗi thời lại còn có phần tiêu cực. Để rồi khi nhận lời dẫn dắt AS Roma, người không thích ông lên tiếng cho rằng huấn luyện viên này đã hết thời. Ai yêu thích ông thì có lý của mình, thì chiều ngược lại, những người khó chịu với tính cách và con người của Mourinho cũng chẳng ít. Nên những chia sẻ trên đều có cơ sở của nó. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Mourinho lúc này đã là một người đã 60 tuổi, thuộc loại lão làng nếu so với thế hệ đang đạt đỉnh. Chưa cần nói đến những người thuộc thế hệ huấn luyện viên trẻ, như những gì chính Mourinho đã thể hiện 20 năm trước. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha giờ đây kinh nghiệm hơn, trải đời hơn sau tất cả những gì đã trải qua. Tuy vẫn giữ tính cách có phần ngông đặc trưng của mình, nhưng giờ đây nó không phải là kiểu muốn thể hiện khả năng bản thân nữa, mà là tìm đến một thử thách chưa từng thực hiện trong sự nghiệp. Sau khi trải qua nhiều sóng gió trong môi trường bóng đá đỉnh cao, thì huấn luyện viên người Bồ Đào Nha chọn về nơi phù hợp với con người và lối chơi của mình nhất. Được ý. Nhưng lần này không phải là một đội bóng hàng đầu mà là AS Roma đã khủng hoảng. Nếu so với những gì đội bóng khác tại Serie A thì họ đều có những vấn đề của mình và không có đội bóng nào có thể đạt đến mức tạo dựng sức mạnh ở trời Âu. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha thường nắm một đội bóng trong 3 năm trước khi bị sa thải, đôi khi vì những lý do ngoài chuyên môn. Ở thành Rome, ông đã có 2 mùa giải, mùa đầu thì vô địch Conference League, mùa thứ hai thì vào chung kết Europa League và bị thua một cách đáng tiếc. Trận đấu đó, Roma chơi với đấu pháp hợp lý hơn và kế hoạch phong tỏa đối phương tốt hơn, nhưng không có kết quả như mong đợi. Và giờ, khi thời gian ở thành Rome của Mourinho đã sang mùa thứ 3, thời điểm mà ở mọi đội bóng trước của ông, thành tích thi đấu luôn đi xuống và rồi huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đều nhận chát sa thải. Khởi đầu khó khăn khiến viễn cảnh này trở nên rõ ràng, nhưng lần này, với đội bóng có mục tiêu rõ ràng và đã ủng hộ ông hết sức trong 2 mùa bóng qua, mối quan hệ với các cầu thủ cũng đã rất tốt. Họ đã lầm lì từng bước giành giật điểm số để vươn lên trên bảng xếp hạng Serie A. Và như một lẽ tất nhiên, bất kỳ khi nào có cơ hội, Jose Mourinho lại thể hiện cá tính của mình với những chiêu trò đặc biệt. Trước trận đấu thì ông nói rằng ông trọng tài không đủ ổn định về cảm xúc để cầm còi. Để rồi, chính ông trọng tài đó không biết có bị chi phối bởi những phát ngôn đó hay không. Roma giành chiến thắng với một quả penalty và chơi hơn đối thủ một người. Nhưng sau trận đấu, cũng chính Mourinho lại giả bộ như không giỏi tiếng Ý để mỉa mai những lời chỉ trích nhắm vào ông. Người không thích sẽ khó chịu với hành động này, còn người yêu mến lại rất thích thú vì cá tính có một không hai của ông. Khi nhìn vào sự nghiệp thì dễ thấy, những gì đã trải qua hơn 20 năm đã tạo nên một Jose Mourinho đúng với câu gừng càng già càng cay.